Kính thưa quý vị và các đồng chí, 78 năm qua, 5 tháng 3 năm 1946, 5 tháng 3 năm 2024, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống vẻ vang, trung dũng kiên cường, năng động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công vẻ vang, viết nên những trang sử hào hùng, góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng của quê hương Tây Ninh trung dũng kiên cường. Bằng ý chí quyết tâm và niềm tin, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh hôm nay sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy tốt truyền thống quý báu của các thế hệ cha anh đi trước, mãi mãi xứng đáng với niềm tin của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, xứng đáng là lực lượng chiến đấu đồng cốt, tuyệt đối trung thành, là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Trải qua 78 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và trưởng thành, được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện và sự thương yêu đùm bọc nuôi dưỡng của nhân dân, quân đội ta luôn lớn mạnh không ngừng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 78 năm, một chặng đường vinh quang chỉ biết bao hy sinh gian khổ, cho mãi đến hôm nay, mỗi khi có dịp nhắc lại là bao nhiêu chuyến tích lại ùa về. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của quân đội ta là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo. Một quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Một quân đội trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Một quân đội anh hùng, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trên tinh thần thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, quân đội ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ hy sinh, lập nên nhiều chiến công nối tiếp chiến công, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đối với Tây Ninh là tỉnh biên giới và là địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh, là cửa ngõ Tây Bắc của Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, có chung đường biên giới dài gần 234 km với Vương quốc Campuchia, có ngọn núi Bà Đen cao nhất Nam Bộ, 986 m, có các dân tộc anh em chung sống đoàn kết gắn bó với nhau, có ba tôn giáo lớn du nhập và ra đời ở Tây Ninh, là địa bàn trung tâm về tôn giáo. Nhờ vị trí địa lý và điều kiện xã hội như vậy nên Tây Ninh có địa thế chiến lược rất quan trọng về chính trị, kinh tế, quân sự, nhất là về quốc phòng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Tây Ninh là căn cứ địa vững chắc của xứ ủy Nam Kỳ và sau này là Trung ương Cục miền Nam. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Tây Ninh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của xứ ủy Nam Kỳ và ban cán sự đảng tỉnh đã tổ chức lực lượng cướp chính quyền, và ngay trong đêm 25 tháng 8 năm 1945, chính quyền trong toàn tỉnh đã về tay nhân dân. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Sau khi chiếm Sài Gòn và các vùng phụ cận, đầu tháng 11 năm 1945, thực dân Pháp tái chiếm tỉnh Tây Ninh. Lực lượng vũ trang tỉnh đã mở đầu trận đánh Bào Cá Trê tại xã Thanh Điền, Châu Thành. Đây là trận đánh giành thắng lợi đầu tiên của quân và dân ta. Trong bối cảnh ấy, lực lượng vũ trang tỉnh vẫn còn đang trong tình trạng phân tán. Trước tình hình đó,
Để bảo vệ thành quả cách mạng, cần có một lực lượng vũ trang đủ mạnh, tập trung thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngày 5 tháng 3 năm 1946 tại xã An Điền thuộc tỉnh Thủ Dầu Một, khu trưởng khu 7 Trung tướng Nguyễn Bình đã ký quyết định thành lập chi đội 11 Tây Ninh trên cơ sở hợp nhất các đội vũ trang hiện có ở Tây Ninh. Đây là đội quân chính quy đầu tiên của tỉnh đặt dưới sự lãnh đạo của tỉnh Đảng bộ Tây Ninh. Ngày sau ngày thành lập chi đội 11 đã chiến đấu oanh liệt, đánh vào hậu phương địch, phá hoại kinh tế, giao thông của chúng, thu hẹp vùng kiểm soát sự ảnh hưởng của thực dân Pháp, mở rộng vùng giải phóng, làm nên nhiều chiến công nối tiếp nhau. Tháng 7 năm 1948, chi đội 11 được phát triển thành trung đoàn 31. Đến cuối năm 1948, Tây Ninh đã có đủ 3 thứ quân gồm chủ lực, địa phương và chân quân du kích. Cả 3 lực lượng đều tồn tại trong dân, được nhân dân đùm bọc, che chở. Từ đó, Tây Ninh có được một thế trận chiến tranh nhân dân với những trận đánh diễn ra trên khắp địa bàn tỉnh, làm cho kẻ địch không biết đường nào mà đối phó. Tháng 9 năm 1950, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hợp nhất Trung đoàn 31 và tỉnh đội Bộ Chân quân thành Ban Chỉ huy quân sự tỉnh và lấy tên là tỉnh đội, nay là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh. Ngày 30 tháng 4 năm 1945, cùng với quân và dân toàn miền tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng vũ trang Tây Ninh đồng loạt tiến công địch tự giải phóng các huyện, thị, tỉnh nhà. Tây Ninh hoàn toàn giải phóng lúc 11 giờ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước, mở ra thời kỳ phát triển mới. Cách đây 7-8 năm, ngày 5 tháng 3 năm 1946, Trung tướng Nguyễn Bình, khu trưởng khu 7 đã công bố quyết định thành lập chi đội 11 Tây Ninh trên cơ sở hợp nhất các đội vũ trang hiện có tại tỉnh Tây Ninh. Đây là đội quân tập trung chính quy đầu tiên của tỉnh dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh Đảng bộ. Và đúng ngày 5 tháng 3 là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh. Trong chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh đã cùng với quân và dân Tây Ninh anh dũng, kiên cường, mưu trí sáng tạo và chiến thắng vẻ vang. Trong thời bình, phát huy truyền thống trung dũng kiên cường, năng động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng, thực hiện tốt cái nhiệm vụ xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành và lực lượng chiến đấu của quân và dân tỉnh Tây Ninh. Kỷ niệm 78 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để giữ vững và phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh cũng như là phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, lực lượng vũ trang Tây Ninh cùng với hệ thống chính trị đã có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh, đã phối hợp chặt chẽ với công an, bộ đội biên phòng tỉnh, nắm chắc và dự báo đúng tình hình liên quan đến quốc phòng an ninh, chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền địa phương, cung cấp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành tốt công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống phức tạp, các vấn đề nhạy cảm về quốc phòng an ninh trong nội địa và trên tuyến biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lực lượng vũ trang tỉnh đã thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, chủ động và kiên quyết đấu tranh chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, ngăn ngừa làm thất bại mọi âm mưu hành động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, gương mẫu trong lời nói và hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế xã hội. Trong công tác dân vận, lực lượng vũ trang tỉnh luôn đẩy mạnh phong trào dân vận khéo, được triển khai đồng bộ toàn diện, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt nhiều hiệu quả thiết thực. Các cơ quan đơn vị luôn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng thường xuyên sâu sát ba bám bốn cùng để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước,
chủ động phối hợp nâng cao hiệu quả xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh và quốc phòng. Đặc biệt là lực lượng chủ trang tỉnh luôn quan tâm tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào ở địa phương, từ đó đã tạo được hiệu ứng to lớn và có sức lan tỏa sâu rộng trong đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Là tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh, thì bản thân chúng tôi luôn luôn là tự hào với vai trò trách nhiệm của mình trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, với vai trò dám nghĩ, dám nói, dám đổi mới sáng tạo và dám làm, dám chịu trách nhiệm đối với những vấn đề mà mình đã đưa ra cũng như là xây dựng trong lực lượng vũ trang tỉnh và cùng với lại đoàn viên thanh niên của địa phương góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ vững chắc bờ cõi biên cương của đất nước ngày hôm nay. Và tất cả những cái kết quả đó chính là sự kế thừa và phát huy những truyền thống tích cực của lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh nói riêng và của tỉnh Tây Ninh nói chung. Trong thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, lực lượng vũ trang tỉnh đã tận dụng mọi nguồn lực của địa phương, tiềm năng lao động, đất đai, kỹ thuật, đẩy mạnh, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác hậu cần, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, bảo đảm đầy đủ kịp thời vật chất hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và đột xuất. Ưu tiên bảo đảm cho các lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên tuyến biên giới. Cùng với đó, ngành kỹ thuật của lực lượng vũ trang tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị và chính quyền địa phương đầu tư mua sắm đổi mới phương tiện trang thiết bị, vật chất, phục vụ công tác, bảo quản, bảo dưỡng, trang bị kỹ thuật, xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống nhà kho, quân khí, nhà xe ô tô để cải thiện điều kiện cất giữ, bảo quản, trang bị kỹ thuật ngày càng tốt hơn. Tiếp nối truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh nhà, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh luôn quyết tâm dù trong điều kiện cách mạng mới, luôn trân trọng, tự hào, giữ vững và không ngừng phát huy phẩm chất tốt đẹp, truyền thống dễ dàng của bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân là một người sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Ninh giàu truyền thống cách mạng, thì hôm nay rất là vinh dự khi mà em được đứng tại đây, khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính và tự hào hơn với cái truyền thống quý báu của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh. Bản thân em thì sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để tiếp tục phát huy cái truyền thống quý báu mà cha ông ta đã hy sinh xương máu để giành được độc lập như ngày hôm nay. Nhìn lại chặng đường 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, người dân Tây Ninh vô cùng vinh dự tự hào về những chiến công vang dội và truyền thống dễ dàng, trung dũng, kiên cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết quyết thắng của lực lượng vũ trang Tây Ninh. Trong hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang tỉnh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực sự là quân đội của dân, do dân, vì dân, xây đắp nền truyền thống và danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Quý khán giả và các đồng chí thân mến, chương trình Quốc phòng toàn dân hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Thân ái chào tạm biệt.